Mày điên hả? Sao nó vậy cho tao lộn? Lộn xịn gặp mày nữa. Trời đất ơi, mẹ ơi mẹ. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, hôm nay chỉ mới có 28 Tết à. Đã có tới Tết đâu mà mẹ lo dữ vậy? Với lại công ty con á là công ty nước ngoài, người ta không có nghỉ Tết. Dạ. Con trai của mẹ là thạc sĩ kinh tế về quản lý môi trường. Công ty của con á bây giờ còn cả đống dự án á về ngăn chặn khí hậu toàn cầu nè, xử lý hiệu ứng nhà kính nè. Dạ. Dạ. Mẹ ơi mẹ, sếp con gọi. Qua Tết một cái đó là con chạy về con thăm mẹ liền. Mẹ giữ gìn sức khỏe, ăn Tết vui vẻ nha mẹ. Dạ dạ con chào mẹ. Alo. À dạ anh đặt xe đúng không ạ? Dạ rồi dạ rồi, 3 phút nữa em tới liền. Gọi giùm em cái. Cảm ơn anh đẹp trai. Rồi à, tôi đi nha, cảm ơn anh. Anh bị sao vậy? Vậy vậy mà kêu anh à, hiểu rồi. À, chị kêu em thì đúng hơn á. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha, tôi đi. Ủa? Anh có quên gì không? Nãy trên chuyến xe mình có nợ nha một tí ân tình á. Tôi nhớ là đâu có nợ gì đâu. Anh sao mà quên quá. Nãy anh chở em qua đây nhiêu tiền? 20 ngàn. 20 ngàn. Ừ. Em xài có khuyến mãi nhiêu tiền? À, cái cốt khuyến mãi của chị là 30 ngàn. 30 ngàn trừ 20 ngàn còn 10 ngàn. 10 ngàn em đâu? 10 ngàn trong tiền khuyến mãi hả? Dạ. Chị vui tính quá à. Trời ơi, gặp 100 khách như chị chắc em chết quá. Ủa là sao anh? Để em giải thích cho chị dễ hiểu nè, cái code này là không có cái luật nào mà thối tiền thừa khuyến mãi cho khách đâu. Chị hiểu không? Anh vui tánh quá à. Làm gì có cái luật nào mà không thối tiền thừa cho khách đâu, anh kỳ quá à. Chị không hiểu hay chị cố tình không hiểu vậy? Em hiểu tất cả những gì anh nói, em hiểu không? Tức là tượng đó của anh đây là 20 ngàn, nhưng mà sai có khuyến mãi 30 thì còn 10 ngàn em đâu. Trời ơi trời, bây giờ để tôi ví dụ như vậy cho chị dễ hiểu nè. Dạ. Nha. À, chị có xài mạng không? Dạ có. Chị xài mạng gì? Mạng nhện. Em ế lắm, mạng nhện nhiều lắm. Thì vậy là mạng nhện đóng đúng rồi. À, không phải, nhưng mà tôi không có hỏi là mạng đó, tôi hỏi mà không có mà. Mạng quả, em mạng quả em hợp cho đồ đỏ lắm, cho nên đi đâu cũng mặc đồ đỏ chứ. Không phải hỏi mạng ngũ hành. Ủa? Tôi muốn hỏi chị xài mạng điện thoại gì? Mạng Vina. Đó, mạng Vina đúng không? Vina. Bây giờ nè, mạng Vina khuyến mãi cho chị 30 ngàn tiền gọi nội mạng. Dạ. Nhưng mà không biết cái gì, cái lý do gì đó mà ví dụ như là chị đi đánh ghen nè, chị đi giật chồng nè, chị đi đòi nợ hay chị đi đâu đó mà chị bị tắt tiếng, chị đó không được. Không có, không hề. Nói giờ em hiền lắm. Em không có biết chửi ai hết, em hiền lắm. Chị hiền lắm à. Rồi, thì lý do gì đó mà chị bị tắt tiếng, chị chỉ có sử dụng 20 ngàn thôi. Dạ. Thì không có cái mạng nào trả cho chị 10 ngàn kia hết á. Đó. Tại vì tháng nào chị vẫn phải đóng tiền thuê bao, đúng chưa? Ủa là anh đang nói tiền thuê bao? Đúng. Em xài mạng trả trước. Em xài thẻ cào không ạ? Anh không hiểu hay là anh cố tình không hiểu? Bây giờ em sẽ giải thích. Em lấy ví dụ cho anh nha. Bây giờ ví dụ nha, em ăn phở đi. Rồi, chị ví dụ vụ ăn uống này dễ hiểu nè. Dễ hiểu. Chị bắt đầu hiểu vấn đề rồi. Một tô phở 30 ngàn. Đúng, 30 ngàn. Ừ.
Rồi cái tự nhiên bữa đó làm sao ma xui quỷ khiến sao tao khuyến mãi cho em cái chén trứng gà 10.000 bạc. Rồi là 40.000. Đó, mà em không ăn chén trứng gà đó. Em cầm chén trứng gà đó em bưng về nhà cho cha, cho mẹ, cho dòng họ nội ngoại, ông bà cô nội, bà cô ngoại của em ăn. Thì vẫn là 10.000 đó, chén trứng gà đó là của em chứ. Ờ, chị tính vậy chắc là tôi thiệt, tôi lại gì, tôi lại chị. Em cũng lại anh luôn, có thiệt, bây giờ làm sao đây, thôi, tôi không nói chuyện với chị đâu. Anh định đi, dạ, không được nha. Anh phải đưa tiền cho tôi đó. Chị làm gì vậy? Anh phải đưa 10.000 cho tôi, anh đưa 10.000 cho tôi đó, tôi la làng. Ôi, chị đừng có vô lý, chị tránh ra. Tôi la làng, bớ người ta. Nghe nó gần Tết mà còn bị nữa, không biết sao đi dù. Hèn gì nãy giờ mày thua hoài. Ê, ngồi đối diện mày thua theo nữa, xui dữ. Má, quán xá ế chỗ này, Tết tiền đâu mà về quê đây. Ủa, bọn mày cũng tính về quê hả? Chắc tao không về đâu. Gặp ông bà già, lúc nào cũng tiền. Ông bà cứ làm như tao dễ kiếm ra tiền lắm á. Ơi, tao khác gì mày đâu mày ơi. Tết nhất không có khách, tao cứ ăn như vậy cũng đỡ vả. Ơi tụi bay, vả quá giờ có đứa nào đi ngoài không? Mày điên hả? Bộ muốn công an bắt hay gì? Rồi muốn ăn Tết ở trỏng luôn hay sao? Quảnh đề thua kìa. Trung tiền. Cho hai tô đem về chút. Mày còn tò tay với mấy con khác là sao? Hả? Mày đừng có giả nai. Mày tưởng tao không biết gì hết hả? Mày câm thôi, mày không nói được gì hả? Thôi mày câm luôn đi. Đồ cái thứ đĩ đực. Ủa gì vậy? Anh tính tiền cho cái thằng Sở Khanh đó. Cái gì xảy ra vậy? Tính tiền đi anh. Bao nhiêu? 60. Ủa cái gì 60? Tôi ăn có một tô mà làm gì 60.000? Thì một tô của anh với lại hai tô của bạn gái anh nữa là 60. Bạn gái nào? Tôi làm gì có bạn gái. Cái cô đó, tôi với cô đó đâu có quen đâu. Tự nhiên cô nhảy vô đây cô làm. Cái chuyện đó là chuyện của anh chị, vợ chồng hay là bạn gái gì tôi không có cần biết. Bây giờ vô quán tôi ăn là phải tính tiền đi. À, ủa Nam đi gây xong hả? Mày đừng có nhắc. À, còn tiền không? Đưa tiền tao đi gỡ cái. Gỡ gì? 5 triệu tôi đưa anh ăn Tết đâu. Anh đừng nói. Tôi không phải cái máy in tiền. Tôi mệt quá. Sao mày nói nhiều quá vậy? Lúc tao ăn á, sao mày không nói đi? Lúc anh ăn tôi ăn được cắt nào của anh hả? Rồi anh lấy anh đi khách sạn hết anh mới đem về. Anh có đem đồng nào về không? Thì mấy ngày tao đi khách sạn á, mấy người đó không làm phiền mày, còn đòi gì nữa. Có tiền đưa đi mày ơi, nói nhiều quá. Bữa nay tôi không có tiền. Ăn đỡ cái này đi, rồi có gì ngày mai tôi đi kiếm. Mày bằng mọi giá phải kiếm tiền cho tao đi gỡ, ha. Còn giờ đói đúng không? Trời ơi, cái gì mà xui không thể có từ nào mà diễn tả được luôn. 29 Tết rồi, hôm qua thì ăn một cái tát
không biết lý do tại sao đã dậy tối về còn bị bể bánh xe. Ôi trời ơi, có khi nào hôm qua mình gặp con nhỏ nó ám mình không ta? Ủa? Ê, đứng lại. Nè, tại sao hôm qua cô... Thì ra là do cô không có tiền cho nên cô mới nghĩ ra cái trò đó. Thôi xin lỗi anh chị hôm qua. Cái chuyện mà cô đánh tôi đó hả? Tôi nghĩ là chắc chắn nó không có đau bằng cái mà anh ta đánh cô đâu. Nghĩ đời cũng ngộ thiệt. Ý anh là người ta đánh tôi mà tôi còn... Tôi em bị ăn một cái tát từ cô vì anh ta. Còn cô... Vì sao mà lại ăn cái tát của anh ta vậy? Nghe anh nói chuyện giống như là... không phải làm xe ôm. Chứ giống sao? Giống như người có ăn học đó. Tôi học nhiều nữa là khác. Nhưng mà cái nghề cuối cùng tôi chọn là xe ôm công nghệ. Thanh chở tôi đi. Chở cô đi? Ừ. Đi đâu? Đi làm. Làm cái gì? Đi rồi biết. Nay 29 Tết rồi anh ế thấy mồ à. Anh mày đặt. Tôi ế thì là cái chuyện của tôi. Nhưng mà ai cũng được. Riêng cô tôi không có chở đâu. Vậy ha. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nè. Lại là anh. Anh Chị. Lại là chị nữa hả? Ủa chứ bộ chị đang đi coi bói gần đây hả? Coi bói gì? Bữa nay 29 Tết là coi bói gì nữa? Mùa này là mùa kiếm ăn của tôi đó. Công ăn chuyện làm của tôi nằm ở đây hết đó. Mà tôi phải bỏ 3-4 mối, 3-4 con đồng đang đợi tôi đi coi bói. Mà tôi phải bỏ tôi đi theo anh đó. Bây giờ anh có trả cho tôi không? 10.000 bạc anh có trả cho tôi không? 10.000 gì nữa trời? Trời ơi, anh vẫn lì từ hôm qua giờ. Tôi giải thích anh bao nhiêu lần rồi là anh phải trả tôi 10.000 tiền thừa đó. Bây giờ anh mà không trả tiền cho tôi sẽ điện lên tổng đài từ ngày này qua ngày kia, từ năm này qua năm nọ. Tôi sẽ điện tới suốt cuộc đời tôi, chừng nào anh trả tôi 10.000 thì thôi. Nè, khoan đã. Vừa rồi chị mới nói gì? Chị báo lên tổng đài. Chị báo cái gì vậy? Thì có gì đâu, hôm qua anh không trả tiền cho tôi xong đó, tôi tức quá, tôi chấm anh một sao. Tôi vẫn chưa hết tức cho nên tôi điện lên tổng đài, tôi mét tổng đài, tôi nói chị tổng đài cái anh đẹp trai á, anh không chịu thối anh 10.000 tiền thừa. Thì ra từ sáng giờ không có cuốc xe nào là do chị. Ủa? Trời ơi, chị hại tôi rồi chị ơi. Chị ba tôi không thứ ba nha, thứ bảy rồi. Chị bảy ơi, chị hại tôi rồi, chị biết không? Tôi không biết gì hết trơn á. Tại anh đó chứ bộ, tại anh chịu thối tôi 10.000. Tôi đã nói với chị rất là nhiều lần rồi, chị đi cái cốt khuyến mãi 30.000, chị có đi bao nhiêu đó, chị đã sử dụng cái cốt đó một lần rồi, mắc mới gì tôi phải trả tiền cho chị? Anh vừa phải thôi, tôi đã nói với anh rồi là hôm qua là 30.000, anh phải thối lại cho tôi 10.000 chứ, anh đừng có ngang ngược kiểu đó. Trời ơi, bà mới ngang ngược á. Ai đời đi cốt khuyến mãi rồi thối 10.000 má. Bánh bèo nào đây? Bé tóc vàng, râu bắp kia. Sao? Người yêu hả? Nghĩ sao à? Nghĩ sao ông người yêu tôi? Nghĩ sao đây người yêu tôi vậy? Cho tiền tôi cũng dám quen cổ nữa. Không phải người yêu. Bạn bè không? Không. Người thân không? Không họ hàng, không bạn bè, không người thân. Nè, con bé tóc vàng mà còn râu bắp kia. Gì? Chuyện không có liên quan tới cưng. Né qua một bên để chị đòi tiền. Anh có trả tôi 10.000 hay không? Bây giờ không né mà có trả chìa khóa cho người ta không? Tao nói không trả là không trả. Bây giờ bà trả không? Không trả đó mày làm gì tao? Chúc anh ăn Tết vui vẻ. Cái này là... Không, cái gì đâu. Cái này chỉ là phòng thân thôi. Là để phòng thân? Ý. Đừng ngại, cái này là tôi chỉ giúp anh thôi. Giờ chở tôi đi. Đi. Chở đi hả? Ừ. Đi làm. Đi. Đi. Đây. Bây giờ cô muốn tôi chở cô đi đâu á thì cô nói để tôi chở cô đi, chứ cứ đi vòng vòng hoài vậy cô. Thì anh cứ đi thẳng theo tôi chỉ đi rồi biết. Là cứ đi theo cô chỉ đúng không? Ừ.
kìa. Anh chạy tấp theo hai cái anh đó cho tôi. Hai cái thằng đó đó. À. Anh ơi, đi không anh? Vui vẻ không? Đi kìa cái anh đó kìa, tấp vô, tấp vô, tấp vô anh này. Ui, lợi dụng hả ông nội? Cô mới đang lợi dụng tôi đó. Ở tù như chơi đó, tôi không có làm đâu. Anh biết rồi đúng không? Anh tin tôi đi, tôi không có để anh liên lụy đâu. Sao không liên lụy? Cô đang ngồi trên xe của tôi đang chở cô. Trời ơi cô ơi, tôi biết là cô đang cần tiền đúng không? Nhưng mà đâu có nhất thiết là bây giờ mình phải đi làm cái chuyện phạm pháp đó. Chết người như chơi á. Phạm pháp giờ này anh còn sợ chết người gì? Tôi kỹ mấy vụ đó lắm. Kỹ cái gì mà kỹ? Bây giờ tôi nói cô nè, tôi nhất định là không có chở cô qua đó giật điện thoại người ta đâu. Cái gì? Anh nói gì giật điện thoại gì? Chứ không phải hồi nãy tôi đang nói tới phạm pháp của cô đang tính giật điện thoại của ông đó đúng không? Ôi trời, anh ngu thiệt hay anh ra bồn ngu vậy? Thì ra là như vậy. Tại sao hồi nãy cô không nói quạch toẹt ra cô làm? Thì nãy giờ tôi tưởng anh biết rồi, quắc quá trời quắc luôn. Ai mà biết cô quắc ai, nhiều khi cô quắc bạn cô sao tôi biết được. Thì giờ anh biết rồi, anh khinh tôi phải không? Tôi không có khinh cô nha. Không khinh chở đi. Công việc nào có phù hợp với tôi đâu. Cô tìm người khác chở cô đi. Mẹ khinh thì nói mẹ là khinh đi, mày đặt hợp với ông hợp. Anh đừng có tưởng là nãy giờ tôi không biết cái ạp anh bị khóa với cái bà kia rồi hả? Bây giờ 29 Tết rồi, anh không chở tôi, anh chở ai? Anh nhịn gì? Anh muốn đánh tôi đúng không? Anh muốn đánh thì anh đánh đi. Mày đánh đi, về nhà chồng tôi đánh tôi cũng vậy à. Lên xe đi, tôi chở. Tôi nói thiệt với anh, tôi mà có tiền tôi cũng chở anh rồi. Lên xe đi, tôi chở cô đi. Mà tôi hỏi cô nè, bây giờ ban ngày á, sao cô không đợi trời tối đi rồi hãy đi tìm khách? Không ai làm cái vụ này mà ban ngày hết trơn á. Về nhà giờ này mà không có tiền đặng nó đánh hả? Đàn ông giờ ngộ lắm. Ban đêm thì nó đi ăn khuya, còn trưa thì nó nghỉ trưa. Anh có vợ con gì chưa? Anh ăn vợ anh giờ nào vậy? Vợ tôi hả? Ủa, tự nhiên cái cô nhắc tới vợ con tôi làm cái gì? Cô chỉ cần biết bây giờ là tôi đang một mình à, rồi công việc của tôi không ổn định nè. Tôi đi chạy xe vậy đâu có đủ tiền mà nuôi đâu. Mặt chị em không có. Tôi nói thiệt. Bị đê phải không? Gì bị đê? Không gì bị... Thử cái ơi. Ê, làm trời gì vậy? Thử miếng coi. Cô không giỡn vậy nha. Thử coi có bị đê không? Ê, thử cái làm gì sợ dữ trời, mất gì đâu sợ. Tôi không có quen giỡn đụng tay đụng chân vô đó. Không, cái này tôi nói thiệt. Ê, không có giỡn nha. Giờ tôi nói trước nha, cô có muốn tôi chở cô đi không? Đi. Tôi chở cô đi là cô không có được đụng vô người tôi. Tôi có làm gì anh đâu anh sợ. Bắt quá anh mở hàng cho tôi. Ê, giỡn vậy không vui nha. Hả, lên xe tôi chở đi. Và cấm đụng vô người tôi nữa đó. Leo lên đi. Thử coi cái làm gì dữ vậy. Giỡn cái này nói thiệt rồi đó, không giỡn nữa đó. Người gì đâu mà nhát. Ê, lên xe. Rồi đói bụng chưa nè? Đói xong đói, sáng giờ có ăn gì đâu. Rồi giờ tôi chở đi ăn. Nhưng mà ăn gì ăn không được ăn tôi á. Bình Dương nè. Chỗ này sao anh? Giờ này anh có hứng không? Hứng hay đi massage bùm bùm với em nè. Anh gặp em là anh hứng liền. Em nói thiệt anh. Gì? Không, em nói thiệt. Em trời, em bao phòng cho anh luôn á. Alo. Mẹ cha này. Bình thường hứng lắm, tự nhiên nay cục hứng hay trời. Cú trắng. Ủa gì Tám? Tám nè. Nhớ Tám không? Dạ nhớ chứ, gì Tám rồi. Trời ơi, lâu quá mới gặp. Ừ, kể con nghe. Má con á, về dưới quê hả, khoe xóm trên xóm dưới. Nói con gì lên Sài Gòn học thạc sĩ gì đó. Bởi vậy giờ thạc sĩ rồi, đâu có về thăm tôi nữa.
Ủa, mà cô Trắng, anh thạc sĩ, giờ anh làm ở công ty nào rồi? Dạ... Thôi thôi, để Tấm đoán thử nha. 8 giờ rành công nghệ nha, Tấm biết đủ thứ á. Bin, à, rồi vậy là Tấm đoán là một cái là đúng liền. Chắc con tốt nghiệp thạc sĩ giao thông vận tải, chuyên ngành xe ôm công nghệ phải không? 88. Gì? Bây giờ Tám có thể giúp con cái chuyện này được không? Gì? Tám mà về quê á, Tám gặp mẹ con á, Tám đừng có nói với lại mẹ con á là ở trên này con chạy xe ôm. Ủa sao vậy? Tại vì con chạy xe ôm là có lý do của con. Tám mà nói vậy á là mẹ con buồn lắm á. Con yên tâm cái thằng này, Tám không có nhiều chuyện. Tám hứa với con nha, là Tám sẽ không bao giờ nói cho mẹ con biết. Cảm ơn Tám. Ừ, mà Tám chỉ đi đầu trên sớm dưới Tám thông báo thôi. Biết sao không? Tại mẹ con đó, mẹ con nổ quá. Khoe gì à, có thằng con trai học Sài Gòn, thạc sĩ. Ủa, Tám cũng có con trai mà. Sao lúc nào cũng khoe vậy? Tám không khoe con trai Tám thôi. Mà cũng kỳ ha. Thạc sĩ học nhiều quá hay sao? Cái này nè, đó, không có bình thường. Đó, cái bị vợ bỏ đó. Tám nói cái gì vậy? Ủa, thì Tám nói sự thiệt đó mà. Nè, cái con mẹ kia, ảnh học ngành gì, ảnh làm nghề gì, liên quan gì tới bà? Ủa, nhưng mà tôi cũng đâu liên quan gì tới cô. Cái này là chuyện dòng họ, gia đình, bà con người ta ngồi nói chuyện. Ồ, mà giờ người ta thạc sĩ rồi, đâu có nhận bà con dòng họ gì đâu. Mà giờ thạc sĩ ngộ con ha, thạc sĩ mà đi nuôi đỉ. Tôi làm đỉ thì sao? Tôi có ăn của, tôi ăn giật dòng của ai không? Đâu có bằng thằng chồng của bà. Thằng chồng của bà thì cái đó là chuyện của vợ chồng tao, đồ đứa con đi. Bà đi nói chuyện này với nhiều người hả? Tôi không để yên cho bà đâu. Nhắn địa chỉ em tới liền nè. Dạ. Chờ em nha. Dạ. Anh hên ghê. Gặp một cái là dính kèo liền. Chuyện lúc nãy cảm ơn cô nha. Có gì đâu, ai biểu bà chửi anh xong rồi bà chửi tôi chửi bà lại gán chịu. Thôi thì bỏ chuyện đó đi. Đừng nói chuyện đó nữa. Quay qua tôi coi cái mặt coi. Có đem đeo phấn không? Dặm bớt lại cái vết thương đi. Mặt đẹp vậy đó mà để gì kỳ lắm. Nhìn cù lần vậy mà cũng biết ghẹo gái ha. Có ghẹo gái gì đâu trời. Tính cua tôi hả? Ăn tôi đi. Ăn đi. Thôi, đang nói không có giỡn mấy cái kiểu đó mà. Mày đời mới không muốn ăn tôi á. Chứ tôi hấp dẫn vậy mà anh không ăn tôi. Không có giỡn gì đó. Thôi đi nè ông nội, đi để nó hết hứng rồi không có tiền đâu trả nè. Đi. Ê. Anh chờ tôi nha, có gì xong tôi gọi anh. Cho cô bánh mì đi con. Không lấy hành, không lấy đồ chua, dạ. Không lấy ớt luôn nha con. Dạ. Cô ơi, cô làm hai ổ luôn nha. Hai ổ luôn. Dạ. Không biết ăn hành ăn ớt không?
Cô cứ làm hai ổ giống nhau nha cô. Gì mới đó gọi rồi? Không lẽ con cha kia lẹ dữ vậy? Tôi nghe nè. Cái gì? Rồi, tôi qua liền, chờ tôi chút nha. Xong chưa cô? Xong rồi nè con. Ê, cảm ơn cô. Ê, tìm thôi. Anh vào xem cổ có sao không? Xong kêu tôi vào dọn phòng. Tết nhất tới nơi làm cái gì cho khổ cái thân. Có chuyện gì vậy? Chuyện thường ngày ở quỷ. Mấy thằng đàn ông đi chơi đi chơi gái á, bị mấy bà vợ phát hiện nên ghen. Tôi nói vậy có lịch sự không anh thạc sĩ? Mặc đồ vô đi, tôi chở cô về. Cũng đúng. Bộ dạng như tôi lúc này có chó thì không về làm gì. Mà khoan, anh đóng cửa lại đi. Cô cứ thay đồ đi, tôi sẽ ra ngoài mà. Tôi đâu có nói là anh ra ngoài đâu. Đừng nói là cô bị người ta đánh tới mức không thể tự thay đồ được nha. Anh ráng nhắm mắt là đại một cái. Nói bậy bạ cái gì vậy? Cái gì mà một cái, hai cái? Hay nửa cái cũng được. Sao tôi có tiền trả anh bây giờ? Đâu mà nửa cái, một cái cái gì? Làm ơn mặc đồ vô tôi chở về. Đi dằn nguyên ngày coi anh ăn nổi không. Rồi về tối gặp thằng chồng tôi, nó dằn tôi một trận nữa tôi ói ra không luôn á. Mà tôi thấy ngộ ha. Có nhiều lúc á, tôi thấy cô rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường. Mà có nhiều lúc nhìn cô cứ giống như là con mèo ướt vậy đó. Thì ai mà không có lúc này lúc kia. Nhưng mà anh hiểu không, nhiều khi á bị đánh ghét á, cái nó ghiền. Không đánh á, cái nhớ. Hèn gì lúc nào á cô cũng bầm dập hết trơn á kìa. Chứ đâu có như anh. Tôi sao? Anh, tôi đã chứng kiến ngày hôm nay anh bị hai người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ mà anh không làm gì được hết. Đó là tại vì tôi không thích hơn thua với người khác, đặc biệt là phụ nữ. Xạo, chứ không phải yếu mà ra gió hả? Ừ. Tại vì cô chưa thấy thôi. Chứ lúc á, bình thường á là tôi hiền hiền vậy nè, chứ thử đụng chuyện coi. Tôi dữ lắm à. Ví dụ nha, nếu như bữa nay tôi bị đánh ghen ở khách sạn, anh có mặt ở đó thì anh làm gì? Trả lời không được gì. Mà thôi, mấy cái chuyện đó bỏ qua đi. Giờ tôi muốn hỏi anh cái chuyện mà nó thú vị hơn nè. Chuyện gì? Đó là cái bà Tám, bà nói anh bị vợ anh bỏ. Anh kể cho tôi nghe đi. Tôi nói trước nha, chuyện nó không có vui. Vui, tôi nói vui, anh kể đi. Vui, không vui. Tôi muốn nghe. Muốn nghe đúng không? Ừ. Biết cái này gì không? Nhẫn. Thì đương nhiên nó là cái nhẫn rồi.
Đây là nhẫn cưới của tôi. Thật ra tôi đã có vợ rồi. Cũng lâu lắm rồi. Hồi đó tôi không có thường xuyên chăm sóc gia đình, mà tôi chỉ biết học thôi. Suốt ngày tôi chỉ cắm đầu vào học. Tại vì đơn giản hồi đó tôi nghĩ rằng á, khi mình học á, mình sẽ có rất là nhiều thứ. Thì cũng đồng nghĩa với là tôi mất hết tất cả mọi thứ. Cổ là người bỏ tôi đi mà. Nhưng mà quan trọng là anh có còn yêu chị không? Không. Vậy anh có định tìm người tiếp theo không? Tôi sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để tôi có suy nghĩ cũng như là chọn lựa thật kỹ lại chứ. Trời ơi, nói lạm như là mình có giá lắm vậy. Cũng đúng, thà chọn kỹ còn hơn. Cô yên tâm đi, khi chúng ta chọn sai, chúng ta có thể chọn lại được mà. Có khi nào cô nghĩ là tôi với... Tôi hả? Chọn lại nữa hả? Đúng rồi, chọn lại được mà. Nhưng mà anh có ai giới thiệu tôi đi? Tôi là tôi đổi gu rồi, bây giờ tôi phải quen đại gia. Đại gia hả? Tôi phải chắc lọc. Thì cô muốn quen đại gia cô cứ quen đi. Thì anh kiếm cho tôi đi. Tôi có biết ai đâu mà kiếm. Cô muốn quen đại gia thì cô tự tìm đi chứ. Tính hỏi gì tôi đúng không? Ừ. Hỏi gì? Rảnh không? Rảnh. Ăn tôi đi. Nữa hả? Ăn bánh mì đi ha, bánh mì đi, đó. Trời ơi, bớt giỡn đi. Tiền xe hôm nay... Tôi đã nói là tôi không lấy tiền xe cô mà. Cảm ơn em. Thôi tôi đi. Anh không có gì để nói với tôi hả? Tôi... Không. Tôi không có gì hết. Vậy thôi tôi vô nha. Khoan đã. Thật ra tôi muốn trả lời câu hỏi lúc nãy mà cô hỏi tôi. Anh nói đi. Nếu như tôi có mặt ở đó, tôi sẽ không để cho cô xảy ra chuyện gì đâu. Tôi sẽ giúp cô. Tôi tin anh. Thôi tôi vô nha. Ê, mày về rồi hả? Bị gì à? Người ta đánh tôi. Bị đánh? Mấy cái thằng mà hay đánh đập á, tụi nó bo nhiều tiền lắm đúng không? Đưa tiền cho tao đi. Lẹ lẹ đi, tao ra tao làm vài gián tao gỡ. Ăn tết lớn luôn. Lẹ đi. Tôi kêu mày đưa tiền cho tao mà, con này. Đây. Đưa tiền đây. Anh làm gì vậy? Anh có còn là con người không vậy? Mày đây. Anh là xe ôm thôi, anh chở tôi về. Ôm mấp bây giờ nè. Hả? À, tiền đâu? Vợ anh bị đánh ghen trong khách sạn, bị người ta đánh đập. Anh về không hỏi thăm một tiếng nào, bây giờ anh hỏi tiền nữa. Anh làm vậy em coi được hả? Mày có điên không cái con chó này? Mày không có tiền mà kêu xe ôm về tiền đâu trả. Tôi không có lấy tiền của cổ. Giỡn hoài quá. Làm xe ôm không lấy tiền. Xạo. Thiệt hả? Không lấy tiền luôn. Rồi. Nhìn biết rồi. Mày có gì với nó đúng không? Cho nên nó không lấy tiền mày. Phải không?
Tôi nói rồi, người ta giúp tôi đưa tôi về. Giờ này làm gì còn cái chuyện đó mày ơi. Tôi đã nói với anh rồi, tôi đưa cổ về đây và không lấy tiền cổ. Anh không tin thì thôi. Bây giờ mày không nói, tao lôi mày vô nhà, tao đánh cho mày nói. Ê mày! Nè, khoan đã. Cái gì? Vậy thì bây giờ tôi lấy tiền. Tiền tôi chở cô ta nguyên ngày hôm nay là 500 ngàn. Đừng đợi tao, tao đi lấy tiền chở mày. Chính xẹo ơi, cho tao mượn 500. Nè, đi khỏi đây. Đi khỏi đây nhanh lên. Đi đâu? Anh nghĩ giờ tôi đi đâu được nữa. Cô không thấy chồng cô nó say xỉn hay sao? Nó quay lại đây nó đánh cô đó. Đi theo tôi, nhanh lên, đi. Tôi không có chỗ đi đi. Đây là nhà tôi, tôi không có gì để mất hết á. Nếu bây giờ tôi không về nhà tôi đi đâu? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi đang muốn giúp cô thôi mà. Anh giúp tôi được một ngày, hai ngày, ba ngày, anh có giúp tôi được suốt đời không? Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có. Trả xe ôm. Hết nợ. Biến. Còn mày, đi vô nhà. Tao đánh mày cái tội không có tiền mày ạ, đi sớm. Vô nhà mày, đi. Vô. Đi đây. Không có tiền mày đi xe ôm hả mày? Làm chó hả mày? Để người ta đánh ghen hả mày? Không kiếm tiền cho tao. Mày phản tao hả? Tên đó là cái tên hồi nhỏ dưới quê người ta hay kêu thôi. Đừng kêu tên đó nữa. Nhưng mà giờ còn không? Đã nói là không có nhắc cái tên đó nữa mà. Giờ tôi hỏi cô nè, giờ cô định đi đâu? Ủa anh hỏi gì ngộ không? Anh dẫn tôi ra đây rồi, anh nói tôi đi đâu? Tôi đi theo anh suốt đời chứ đi đâu.